Cô xin chào chú. Xin chào chú, quay lại kênh Sát Trắng. Hôm nay cô lên tiếp tục cho chú là cái Mitsubishi D7 của chú ơi. Cái này thì nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, thùng dầu, gác nước, mặt gam, nói chung là zin tất tần tật đó chú. Đó, đều là đầy đủ hết. Đây, mặt trước của chú nhìn thấy là nước sơn là còn rất là đẹp luôn. Đó. Cái này là zin nguyên bản ha chú. Bông ga zin nè, rồi họng tai quay, rồi nắp dây nhớt rồi là nguyên bản. Đó, bông ga rồi là cũng nguyên zin ha. Đó, heo bét rồi hoàn toàn chưa đụng chạm gì hết nè. Đó, theo con được biết hỏm từ mấy anh là cái này là cái khóa ga chú. Đó, mình lên ga mình nhấn này vô là dính lại. Quay chạy nó sẽ tự động nhả ga chú. Đó, còn máy này của chú thấy là boe không có nè. Nó là bên con hết boe này thôi chú. Đó, chú nè, chốt con sẽ gắn lại cho một cô chú một cái con hơi ha. Con hơi màu đen chú. Đó, nó cong vậy nè. Đó, con sẽ gắn lại con hơi. Cái này bên con cô chú nhớ nhắc giùm bên con ha. Tại vì bên con dễ quên mấy chi tiết lắm rồi chú ơi. Đó, còn máy này thì cái két nước nè, chú thấy nè. Đó, két nước nó bị dịu chú. Đó, nên là cô chú con bên con quyết định là tặng cho cô chú thêm một cái két nước mới. Đây, cái nước này cũng là két nước zin thôi chú, nhưng mà bên con tháo máy. Đó, bánh nét két nước này còn rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà bên con gắn két nước này vô máy vô chú. Đó, gắn két nước này vô máy này thì cô chú đi bù giúp con là 150.000 tiền công thôi chú, tiền công thợ ghép két nước á. Đó, còn cô chú về tự ghép thì bên con quấn kèm theo máy cho cô chú mình két nước này ha. Đó, còn bên con thay vô máy luôn thì con tính 150.000 tiền công. Đó là phần két nước, đó là 150.000 tiền công thôi cô chú. Đây, còn máy nói chung là ngoài két nước ra thì nguyên zin nguyên bản luôn nè. Nó có chip bô về không có, bên con gắn chip bô mới ha, còn cái thân bô là nguyên zin luôn chú. Đây, nắp nha dầu còn rất là mới luôn, lược rồi là đầy đủ thôi chứ, nói chung là máy không thiếu gì hết. À, để mình lấy thử cái lược ra hơi trơn chứ. Đây, nó thùng dầu thì do cái dầu hơi dơ chứ con không nhìn thấy gõ cái đáy ha, có hôi vậy. À, cái máy này thì không có trái đèn ha, nó chỉ còn cái thùng dầu thôi. Nó nhìn nó rất là gọn luôn, mà không hỏng hơi là nguyên zin nguyên bản thôi chứ. Nói như cái phần két nước này của chú mà chưa hiểu chú thì liên hệ số điện thoại màn hình của chú. Nói như khi mà cô chú có chốt máy ha, cô chú cứ điện bên con để hỏi về cái phần két nước, bên con sẽ trả lời của chú ha. Đó, còn máy này tình trạng là không có cái dây gió nè. Đó, thì bên con bán cho tình trạng là không có đồ gì hơi chú. Đó, quanh phá nước rồi là còn vuông dứt luôn nè, chưa mở luôn lần nào luôn hơi chú. Đó, bô lửa nguyên bản, bô lửa rất là dày luôn, đồ Mitsubishi thiết kế rất là dày dặn luôn. Đó, bánh trớn cũng rất là dày nè. Nói chung là máy thiết kế đồ rất là bền bỉ với thời gian chú. Đó, máy này chạy rất là bền luôn. Đó, phen đồ theo máy là nguyên bản nè. Đó, nói chung là máy chỉ thiếu là cái nó chỉ thiếu cái boe thôi với cái trái đèn. Nó trái đèn thì bị mất trên bãi thôi chú. Nó máy rất là gọn luôn. Để giờ nhờ chú Nhi ra test máy cho chú mình tham khảo. Chú Nhi ơi, chú Nhi, chú Nhi test máy giùm con đi. Máy chân nền trên bãi về là nguyên zin luôn chú ơi. Máy chân nền trên bãi về là nguyên zin luôn nè, chưa có tháo ra thôi chú. Ốc đồ zin hết. Đây, mặt hông. Mặt hông cũng là ốc zin nguyên bản luôn. Đó. Rồi đấy, nhà chuyển cái máy lên cho chú nghe tiếng tham khảo. Cái để mà mình để tao quay thì còn rất là mới luôn hơi chú. Tiếng còn rất là ok luôn chứ, chưa hề ra khói luôn. Tiếng máy gốc dầu vẫn còn chứ. Dầu là nguyên zin nguyên bản thôi chứ. Đó,
thoải mái chạy canxi cũng rất là nhuyễn luôn. Nói chung là máy nguyên 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 bản hả chú, tiếng máy chạy còn rất là đầm, rất là tốt luôn. Đó, rồi để con xin báo giá về máy này cho cô chú mình tham khảo nè. Nó nắp chụp cò là còn trắng phiếu luôn hơn chú. Đó, máy này thì hôm nay con bán cho chú là 4 triệu bao ship hơn chú. Đó, nếu mà bên con gắn két nước là vô cho cô chú luôn thì máy này là cô chú bù vô cho con thêm 150 tiền công thợ thôi chú. Đó. Giờ nếu mà cô chú về tự gắn thì bên con tính theo 4 triệu thôi. Đó, còn gắn két nước bên con gắn thì cộng thêm 150 nữa. Đó. Cô chú nào làm được máy này thì alo bên con ha chú. Đó, con xin báo giá lại ha. Máy này thì hôm nay con bán cho chú là 4 triệu bao ship. Cô chú nào làm được máy này thì alo bên con cô chú. Đó, cảm ơn cô chú đã xem hết clip. Chào cô chú.